Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Lan Ngọc lên tiếng trước thông tin bị nhiễm Covid-19. Tài năng và xinh đẹp, Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những mỹ nhân của Vietvix được nhiều người yêu mến. Không chỉ đa dạng, chuyên nghiệp trong diễn xuất, cô nàng còn hài hước và luôn tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, một thông tin mới đây cho hay Lan Ngọc đang bị bệnh khiến nhiều người lo lắng. Theo đó, Lan Ngọc đăng tải bức ảnh về một món quà trên trang cá nhân. Đây là quà sinh nhật sớm mà gia đình Rio Vani, tên hai cháu của Lan Ngọc gửi tặng, thay cho lời chúc sớm khỏi bệnh. Chị gái Lan Ngọc còn nhắn nhủ, mong gì luôn khỏe, nhanh hết bệnh để đón tuổi mới thật bình an, may mắn, thành công và hạnh phúc nhé. Trước thông tin này, FC Cám Con, cộng đồng fan của Lan Ngọc, rất sợ cô bị nhiễm Covid-19 do tình hình dịch bệnh đang vô cùng phức tạp. Ngay lập tức, nữ diễn viên đã lên tiếng để người hâm mộ không hoang mang. Cô bình luận, bé không có bị Covid, cả nhà yên tâm nha. Hành động này của Lan Ngọc nhanh chóng trấn an và làm cho nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Được biết, Rio và Vani là hai cháu ruột, con của chị gái của nữ diễn viên Gái Già Lắm Chiêu. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng dì Lan Ngọc khi cô có dịp về thăm gia đình. Vani tên thật là Châu Khả My, năm nay 8 tuổi. Với ngoại hình mang nét trong sáng như thiên thần, Vani được mệnh danh là bản sao hoàn hảo của Lan Ngọc. Không kém gì em gái Vani, Rio, tên thật là Châu Thiên Kỳ, cũng thừa hưởng những nét đẹp nổi bật và gây chú ý từ những ngày đầu xuất hiện.